Ok, chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với channel của siêu nhân game của Lợi. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game Ultraman Blood Hero đấy. Đây là tập 3 và sau khoảng thời gian không nhúc nhích gì thì chúng ta đã tiếp tục với cái chapter mới. Tiếp tục hành trình đi tìm hiểu cái tựa game mà chúng ta không hiểu nó đang nói cái gì. Hoặc là nói những cái tiếng lùm ba lùm bùng. Và bây giờ chúng ta sẽ phải làm cái nhiệm vụ khá là đơn giản, đó chính là đánh 20 con quái này. Ok, chúng ta đã nhận được luôn một cái găng tay. Game này thì chắc chắn là đang trong cái quá trình thử nghiệm. Mỗi khi vào thì chúng ta sẽ được nhận thêm một phần thưởng. Nó nằm ở cái mục tin nhắn hiện lên ở bên phía trái. À tay phải. Tay phải, ừ, tay phải, đúng không? Để xem là chúng ta sẽ nhận được cái gì. Wow, có hai viên kim cương. Anh chỉ cần thấy kim cương là mắt líp rồi. Không thể ngờ được một cái tựa game mà phải cần đến tiền như thế này nó lại cho chúng ta kim cương. Nói vậy nó là một cái nước đi rất sáng suốt của nhà làm game. Nếu như có kim cương chúng ta sẽ mua được các Ultraman mới vào đường gì rồi. Có Ultraman mới nó rất là đã, hiểu không? Và chúng ta đã nhận được thêm những cái món đồ mà không hiểu nó dùng như thế nào. Hình con tàu bay đầu game là chúng ta không có thể biết rằng là mày chúng ta không thể lấy được, bởi vì muốn lấy được thì phải có tiền. Mà có tiền đấy là không phải là anh. Nghèo vậy lêu. Rồi chúng ta chắc là di chuyển đến cái map mới rồi. Ui. Khung cảnh đầu tiên chúng ta thấy được những hình ảnh một con quái nhỏ đang cái gì đấy với cái con quái to này và khiến nó tức giận. Và bởi vì thế mà chúng ta đã phải đi đánh nhau với con quái vật này. Thì làm sao? Bố mày đấm mình luôn. Mẹ, một cái kỹ năng rất là lằng nhằng. Chúng ta đã đi khỏi cái vòng xoáy tấn công của nó rồi nhưng mà chúng ta vẫn bị hút vào nhiều kiểu gì. Rồi, có lẽ chúng ta phải chạy thật là xa. Đấy. Nó rất là logic ở cái chỗ đây. Đấy, lại chuẩn bị rồi đấy. Thử xem sát thương bao nhiêu. Nó cũng không là nhiều lắm đâu, nhưng mà khi mà chúng ta dính sát thương này thì chúng ta sẽ bị u mê. Chúng ta sẽ bị lên cơn phê như là đang chơi thuốc đá vậy. Đừng có làm theo nhá. Tự nhiên ngày sau ấy trên thời sự một em học sinh lên cơn phê chơi thuốc đá bay lắc nhảy cửa sổ. Ôi trời ơi, ôi toàn một đời học sinh luôn rồi. Ok, không hiểu cái này lắm nhưng mà nếu như chúng ta tích được 3 mảnh thì chúng ta sẽ nâng được thêm một cốc sức mạnh đấy. Phải liều được mẹ mua được một con Ultraman mất ít cũng phải 800 kim cương. Một ngày mới cho 2 kim cương. Ôi. Có lẽ series game này chúng ta sẽ kéo dài đến tầm khoảng 2 năm nhá. Khi nào chúng ta mua được con Ultraman mới thì có thể là khi đấy kết thúc. Ôi, sao con quái vật này đánh mãi không chết nhỉ? Mãi game lỗi à? Để thử đánh mấy con này xem. Cái gì đây? Không hiểu cái cớ sự gì mà game của chúng ta nó giật giật điên điên như đang bị thần kinh thế này. À được rồi, thế thì chính xác rồi. Còn quái vật ấy là một con quái vật lỗi. Phải làm hao tổn rất là nhiều skin của chúng ta. Mẹ này. Cứ tưởng gặp mẹ boss cơ mà đánh không ngấm cơ. Vâng, như thằng kia thì con quái vật lần này là có rất là nhiều sừng thể hiện cho việc là nó đã bị cắm không ít, và những cái sừng của nó rất là dài và nhọn, nó lại thể hiện cho cái việc mà nó bị cắm một cái mối tình rất là đau đớn, cho nên là nó cũng rất là mạnh. Thì đây, ok, chúng ta nhận được thưởng rồi, để chúng ta phải đi đánh thêm 10 con gì đấy. Nó bảo nhiệm vụ này yêu cầu level 37 nhưng mà chúng ta đã cấp 44 mẹ rồi. Ok,
Điểm rất là lằng nhằng một cái điểm là mình. Ủa, thế mấy con quái vật ở đằng này với mấy con quái vật đằng kia nó khác nhau lắm hay gì vậy? Trời đụ. Tách nhau mỗi gang đất thôi. Đó cũng là một sự khác biệt lớn trong cái tựa game này. Nếu như các bạn nào chơi game này thì cũng đừng nên thắc mắc khi thấy rằng tại sao mình đánh ở đằng này cũng được nhưng đánh đằng kia lại được nhá. Thế chỉ còn hai con nữa thôi. Rồi, thế là chúng ta đã xong nhiệm vụ rồi. Game này có thể chơi chế độ online nếu như mà em nào có người yêu, tốt nhất là nên rủ vào. Hai đứa chơi với nhau tình cảm, tình cảm nó nâng cao lên. Đây rồi, và chúng ta sắp được nhận một cái kỹ năng cuối cùng. À đâu, chờ. Đây mới chỉ là kỹ năng phụ thôi, kỹ năng đặc biệt thì mình vẫn chưa thấy cái gì cả. Rất là lằng nhằng nha, mấy con quái vật này như kiểu chết chậm vậy. Không sợ tin mất tầm khoảng 1 giây mới chết, không hiểu kiểu gì. Không hiểu đây là cái lỗi của game hay là cái lỗi của cái việc bọn quái vật này nó minh quá. Ui, chúng ta sẽ phải đối đầu với Ultraman Leo. À, căng thẳng đấy. Trận đấu rất là căng thẳng. Argun thời Heisei. À, Heisei không nhỉ? Đánh với Leo thời Showa. Phê phê. Skin của Leo là hút chúng ta vào như kiểu gì đấy nó hút vào đấy, được chưa? Rất là lằng nhằng với cái kỹ năng này cho nên là chúng ta cần phải di chuyển từ xa đấy. À chợ chúng ta chơi FF3 nhiều cũng thấy rằng Leo là một cái nhân vật mà đánh rất là khó chịu. Khi mà bật hẳn cái chế độ khó nhất lên nữa thì chúng ta đánh như kiểu muốn khóc với ông ấy vậy. Nhưng mà quan trọng là kỹ năng đấy. Ai chơi Liên Quân MOBA thì sẽ biết đấy. Gì đây? Rồi chúng ta lại phải đánh thêm 24 con quái vật nữa. Rồi, mấy con quái này gì? Đấy, mình rất là càng nhằng. Không biết là nên khen nhiều cái tựa game này cái điểm nào nhưng mà trong cái video nào cũng phải khen. Bởi vì không thể chê được, chê cho nó đấm vỡ mồm ngay. Ôi, chúng ta đã mở được thêm một cái gì đấy, nó rất là giống tổ đội hay là clan gì đấy. Đây rồi. Đây là những cái clan mà đứng đầu thì phải. Để có chỉ số của thành viên này. Em không biết ấn thế nào để vào. Và cái gì nữa đây? Ui thì mày lại em gái Trung Quốc à? Thôi. Mẹ dẻo vậy đây, dẻo. Dẻo. Nói cứ đứng yên mẹ thì nói cứ lắc mông. Ok, vậy là chúng ta lại nhận được thêm những cái món đồ mới mà chúng ta không hiểu công dụng của nó là gì. Ui, Ultraman Zero. Zero gì nhỉ? Zero. Zero Orb à? Lần đầu thấy cái kiểu kết hợp đấy rất là lắm. Đây chúng ta vừa mới điểm qua những cái món đồ mà mua bằng tiền thì không không có cái nào mua được cả các bạn ạ. Cái kim cương khóa đấy thì cũng không mua được, em nó chỉ để cho làm màu thôi. Kỵ sĩ gương. À thằng này nó muốn đánh nhau với mình. Cứ thích thích đấu anh mày khổ. Ok quay nào. Rồi đúng như vẫn như cái thể lệ đầu tiên là chúng ta sẽ phải đánh với mấy cái đàn em là những cái con quái vật đấy, xong sau đó chúng ta mới đánh nhau trình với nhân vật trình. Sẵn tiện thì còn 50 giây nữa là sẽ hồi Ultraman Saga thì anh sẽ cố gắng kia câu kéo làm phá biến hình cuối cùng trước khi kết thúc clip này. Đúng, hợp lý. Game này được cái làm nhân vật đi ván lướt rất là ngầu.
Đây là cái điểm cộng phải gọi là cao nhất. Còn chuyển động nhân vật, setting nhân vật thì cũng được nhưng mà nó chả liên quan gì với nhau cả. Nó như kiểu ăn cơm nhưng mà thực ra là ăn cháo vậy. Đố anh bắt được em, đố anh bắt được em. Bắt nó skin lâu thế. Rồi, thế là xong rồi. Đại số chỗ mày tới đây thôi. Không có phải lằng nhằng. Ui, mạnh thế. Ôi, em trận đấu nói sức là phải mãn mãn nhãn này. Kiểu không còn cái từ mỹ từ nào để có thể miêu tả được cho cái vẻ đẹp của trận đấu này, nhưng mà chúng ta đã kết thúc một cái trận đấu bằng cái trạng thái biến hình nó phải gọi là mạnh nhất. Rồi vậy là sau khi làm xong nhiệm vụ đây thì chúng ta nhận được thêm 4 vàng, phải leo hơi nhiều đấy. Ok thì clip của chúng ta đến đây là thế thôi. Này đừng quên like, subscribe và chia sẻ đấy nhá, nhớ đấy.